Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Phên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai ha. Thôi nhưng quý vị. Chào Phên. Rồi chào anh Tấn, chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh Mai Vàng Quê Dừa. Em tên là Phên, số điện thoại của em là 0368831191. Hôm nay em có lên 10 phôi mai, trong đó có 6 phôi mai tứ quý và 4 phôi mai vàng. Có 2 phôi mai vàng cuối mình ship 200 km anh Tấn. Còn nhiều ship toàn quốc. Dạ. Rồi. Mình vào phôi đầu tiên luôn ha. Dạ. Tứ quý ha. Tứ quý à. Mã số 1 dài. Rồi thôi chiều dài. Rồi cho chiều dài nó luôn ha. Chiều dài 83. Rồi 83. Đó. Rồi vô hoành em nói luôn em. Hoành đo vị trí này đi. Rồi đo vị trí này 30 là 30 ha, 31 yếu xíu tính 30. Rồi để. Đây quý vị. Tứ quý nha, mã số 1 tứ quý. Rồi giao luôn như đem. Rồi cái này 800 à. 800 ngàn bao ship. Rồi. Mã số 2. Số 2 mình cũng tứ quý luôn ha. Dạ. Rồi, cao em nói luôn đi em. Chiều cao nó là 51. Rồi, hoành nhiêu em? Chiều hoành luôn. Hoành, báo luôn. Hoành đây là 31. Rồi, mình thấy 31 quá đâu quý vị, chính xác ha. Rồi, CC. Rồi, nồi đế đây quý vị. Rồi, nồi đế em nữa ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Cái này 1 triệu à. Rồi, 1 triệu, rồi xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 3 cũng tứ quý luôn. Rồi, chiều cao em nói luôn em. Chiều cao của nó là 92 à. Rồi, xuống vành luôn ha. Xuống vành đây 27. Rồi, vành 27. Rồi, để đây. Để cũng nôm. Để nôm luôn. Đó. Rồi, sổ thử coi. Rồi, đầu sổ ha. Sổ nó 24. Rồi, sổ 24. Rồi, giao luôn như em. Cái này em giao luôn 1 triệu à. Rồi, 1 triệu. Mã số 3 tứ quý. Rồi mã số 4 cũng tứ quý luôn. Đây. Rồi cao em. Chiều cao nó 28. Rồi hoành. Hoành 34 đúng rồi, không? Rồi 34 đúng ha. Rồi 34 hoành. Đấy. Cộng lực trẻ đều luôn. Đều luôn. Rồi mã số 4 tứ quý. Đây có cái thẹo. Rồi mình cắt đó ha. Dạ. Rồi cho luôn như đem. Cây này em giao lưu là 1 triệu 8. Triệu 8, rồi xuống cây. Rồi mã số 5. Rồi mã số 5 cũng tứ quý luôn. Con số tay cạch. Quý luôn. Rồi chiều cao em nói luôn em. Chiều cao của nó là 1m18. Rồi 1m18. Đó, số tay cạch ha. Rồi hoành em. Hoành đây là 23. Rồi 23 hoành. Rồi để đây quý vị. Rồi cái này giao lưu như đem. Rồi cái này em giao lưu 900. Rồi 900 ngàn. Mã số 5 tứ quý ha. Rồi bây giờ là mã số 6 cũng tứ quý luôn. Quý luôn. Quý luôn. Cuối. Có số tay cạnh luôn. Rồi cho chiều cao nó luôn em. Chiều cao của nó là 1m30. Rồi 1m30, con số tay cành nè. Rồi quành luôn em. Rồi quành em nó. Rồi 30. Rồi có nồi đế sẩu ha, nôm sẩu luôn ha. Để đo cái cũ. Nó nồi luôn, nó nguyên nồi đó. Cái nồi luôn. Cái nồi đo đoạn ngay đó nha, chứ đo nồi thì đo dưới một xíu, đo nồi này đây. Ngay vị trí này là 78 à. 78. Sẩu luôn. Đầu sẩu. Sẩu 22. 22. Rồi, CC. Nồi đế đẹp ha, nôm. Có tay cành luôn. Rồi, giao luôn nha. Cái này em giao luôn 2 triệu 8 à. Rồi, 2 triệu 8 ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 7. Mai vàng. Mai vàng. Rồi, mã số 7 ha, một phôi mai vàng nè quý vị. Rồi, tứ quý mình có 6 mã đầu ha. 6. Rồi, cho chiều cao này luôn.
Chiều cao nó 1m24. Rồi vô hoành luôn ha. Ở trên thì nó thẳng băng vậy rồi. Hỏi qua gì nữa thêm ha. Vô hoành. Hoành 37 đúng luôn ha. Rồi để luôn. Để cũng xè được. Cái này nơm, nơm xong rồi xè. Rồi giao luôn như em. Cái này em giao luôn 1.8 triệu. Rồi 1.8 triệu bao ship mã số 7 mai vàng nha quý vị. Rồi mã số tiếp theo là số 8 mai vàng. Rồi chiều cao em nói luôn. Rồi chiều cao 1m27. Rồi 1m27 xuống hoành luôn nha em. Rồi vô hoành luôn. Vô luôn, giúp luôn. Rồi hoành đây 37 luôn. 37 luôn. Rồi để luôn. Đế cũng đều, bốn mặt có đủ ha. À, nhìn cũng viên viên đế. Rồi giao luôn nhiêu đem? Rồi giao luôn 1.8 triệu luôn. Rồi 1.8 triệu luôn quý vị. Rồi xuống cây. Bữa nay tận số 8 ha. À, vậy chơi. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 9 hả? 9. 9. Này dán này cũng bye bye. Lùa mấy cây kia ra. Đây số 9 dán bay. Rồi vậy đi. Rồi, dán nó vậy đó. Bị dướng. Rồi, cứ quay ngược đây em dướng thì quay ngược lại. Rồi, chiều dài nó khoảng bao nhiêu đây em? Chiều 2 mét dài đi ha. À 2 mét à. 2 mét hơn đó quý vị. Rồi, 2 mét mấy á. Rồi, 2 mét hơn 2 mét chắc luôn. Đó ha, cây bài. Để em đo cái canh. Cây bài hả? Bài đây. Bài ra nhiêu đây? Cần bơi nó 1m11. 1m11. Đó, thành bài nè. Rồi vô quanh ha. Dạ. Rồi quanh em nó cũng to đây. Rồi quanh 44 ha. 44. Rồi 44 quanh. Em đo nào. Rồi đo cái đầu cỏ nó như này là cổ rễ nè. À cổ rễ. Cổ rễ ra 52. 52. Rồi cổ rễ 52. Ừ. Nấu dữ rồi, nấu dữ ha. À. Đó, rồi đụng lên kia thì quay ngược lại ha. Có rễ chịu, rễ ấy đầy đủ ha. Rồi. Ừ. À, cái này giao luôn nha em. Cái này em giao luôn 7 triệu rưỡi ha. Rồi, 7 triệu rưỡi. Bao ship toàn quốc luôn hả? Dạ, bao ship 200 km. Rồi, 200 km. Cây bự. À, cây bự. Rồi. Để cây này ở đây luôn ha. Rồi, rồi, còn cây bự bên kia hả? Dạ, cây số 10 ấy. Rồi, cây số 10 bên đây. Cây này là cũng bao ship 200 đây ha. Dạ. Cũng là một cốt thẳng băng luôn. Đó, chiều cao khoảng mấy mét em? Cây này em 2m7. Rồi, 2m7. Chính xác rồi. Bây giờ là cây này róc trụi rồi nha quý vị. Dạ. Nuôi lại. Róc trụi với đi nuôi tạo tay cành lại vẽ ra ha. Có củ đế nơm đẹp quá nè. Rồi mình cho cái hoành em nó trước đi ha. Dạ. Hoành ở vị trí trên đây đi. Này cũng nhạy cảm rồi ha. Dạ. Nó lại nở. Rồi 46. Rồi đó 46. Còn nó đo trịch xuống một xíu nữa thì chắc nó ra 48. Thôi tay 46 là chắc đó ha. Tổng nồi này khoảng nhiêu đây em? Tổng nồi thì đo xa sâu xuống cho hết cái nồi ha. Lấy hết cái nồi nha. Rồi 132. Dạ, 132 ha. Đọc sổ khoảng nhiêu em? Sổ nó 32. Rồi 32. Rồi đi dòng dạ. Để là cái này đường kính bầu em này chắc cũng khoảng 60 gì đó ha. Rồi để em đo 50, cho 60 gì đó. Tham khảo rồi. Thử coi. Rồi 64. Rồi 64 ha. Rồi. Nồi đế nè. Cái này đi nôm ha. Ừ. Cũng đủ ha. Bên đó thì để nó hơi nhỏ mà có cũng có nè ha. Nó cũng khích khích nè ha. Rồi, cái mã số 10 này mình giao lưu như đem. Cái này em giao lưu là 11 triệu rưỡi. Rồi, 11 triệu dạ. Rưỡi là bao ship cho quý vị là 200 km. 200 km ha. Rồi, mã số 10 cũng là mã số cuối của clip phải không em? Dạ, dạ. Rồi, cuối clip rồi quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì quý vị thì trong quá trình xem, quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo em fan ha. Còn xem, nếu chưa bấm đăng ký, ủng hộ kênh giúp mình. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau. Đó,